Chào mừng các bạn đã đến kênh Duy Tân Food. Hôm nay mời các bạn cùng mình làm món chè bưởi nha. Món chè đơn giản nhưng không kém phần hấp dẫn, với hai nguyên liệu chính là đậu xanh và cùi bưởi. Phần đậu xanh thì mềm bùi, cùi bưởi thì được sơ chế kỹ, giòn ngon nè, thơm nữa mà lại không bị đắng. Món chè bưởi thường được dùng lạnh nè, thêm ít nước cốt dừa béo ngậy nữa, tạo nên món tráng miệng vô cùng tuyệt vời luôn. Nếu các bạn nào thích món chè bưởi này, xin mời cùng vào bếp thực hiện với mình nha. Mình sử dụng 100g đậu xanh cà giỏ nè, mình đã vo rửa sạch luôn rồi, và sẽ cho nước vào mình ngâm khoảng 2 giờ. Sau khi ngâm 2 giờ, mình vớt ra để ráo rồi mình cho vào nồi mình hấp. Phần đậu xanh các bạn nên ngâm trước á, thì mình hấp nó sẽ mau chín hơn và nó sẽ chín mềm đều hơn nha. Trong thời gian chờ ngâm đậu thì mình đi sơ chế cái cùi bưởi luôn. Bưởi thì mình sử dụng là bưởi da xanh, các bạn có thể chọn là bưởi năm roi hoặc bưởi gì cũng được. Nhưng mà mình chọn cái trái bưởi mà loại cái vỏ nó hơi dày một tí á, thì mình sẽ lấy được phần cùi ngon hơn. Mình sẽ gọt bỏ cái phần xanh trước nha các bạn. Mình để trong trái bưởi vậy nè, mình gọt phần xanh sẽ dễ hơn, xong rồi mình mới tách phần cùi sau. Các bạn nên gọt kỹ cái phần xanh á, cái phần xanh là cái phần nó rất dễ bị the và đắng á. Nên mình gọt cái phần này hơi kỹ một tí. Khi mà chọn bưởi để ăn ruột á, thì người ta thường hay chọn trái chắc và nó nặng. Còn mà chọn bưởi để nấu chè bưởi á, thì các bạn nên chọn trái to, nó hơi nhẹ một tí, thì cái phần cùi bưởi nó sẽ dày hơn nha. Gọt hết phần xanh thì mình cũng tách phần cùi bưởi ra luôn. Ở cái mặt trong của phần cùi bưởi nè, nó sẽ có rất là nhiều xơ và nó bị dai nữa. Mình nên lạng bỏ cái lớp mặt trong này, mình bỏ luôn nha các bạn. Sau khi lạng hết cái phần xơ rồi á, thì cái phần cùi bưởi này nè, mình cắt từng thành từng miếng nhỏ luôn. Độ dày khoảng chừng 1cm là vừa nha các bạn. Mình không nên cắt to quá. Mình cắt to quá thì một lát nữa mình sơ chế mà để cho nó hết đắng rất là khó luôn á. Mỗi một miếng nó to khoảng đầu ngón tay á, là vừa rồi nha các bạn. Phần cùi bưởi này khi mà sơ chế và cắt nhỏ rồi mình cân là được 120g các bạn. Sau khi đã cắt xong á, mình cho vào đây 2 muỗng canh muối đầy luôn, mình trộn đều lên trước. Mình trộn cho phần muối này nó thấm đều hết cái phần cùi bưởi á. Tiếp tục mình sẽ cho nước sôi vào đây. Các bạn cho phần nước hơi nhiều một tí, nó phải ngập hết cái phần bưởi luôn nha. Giờ mình dùng một cái rổ thưa á, mình dằn lên. Các bạn phải đảm bảo là cái phần cùi bưởi á nằm dưới mặt nước. Tại vì do cùi bưởi nó sẽ giống như mút thì nó nổi lên trên á, mình phải dằn xuống vậy cho nó thấm hết cái phần nước muối các bạn. Giờ mình sẽ ngâm phần này ở đây từ 45 phút cho tới 1 giờ nha các bạn. Sau gần 1 giờ thì phải cái phần nước ngâm này nó cũng đã nguội luôn rồi nè. Mình sẽ nhồi bóp cái phần cùi bưởi này cho nó ra hết cái phần nước đắng nha. Mình sẽ nhồi kỹ cái phần này rồi mình cho vào cái túi lọc cốt dừa thì mình vắt nó sẽ dễ hơn. Rồi mình cho vào đây nè, mình vắt cho sạch nước. Xong đó rồi các bạn sẽ cho nước vào. Mình cứ nhồi tiếp, mình làm khoảng từ 5 đến 6 lần như vậy á thì nó sẽ hết đắng thôi. Khi nào mà các bạn có thể thử, khi nào mà thấy cái miếng bưởi á nó trong lại á và mình ăn thử á nó không có bị đắng nữa là được. Mình thấy khoảng từ 5 đến 6 lần là được à.
Nè, mình tiếp tục mình cho nước vào. Mình nhồi tiếp, mỗi lần mình nhồi bóp khoảng từng 30 giây là được rồi, là mình vắt được rồi. Mình cứ làm vậy từ 5 đến 6 lần. Đến lần cuối cùng là mình vắt kỹ, mình vắt cho sạch nước luôn. Các bạn thấy cái miếng cùi bưởi nó trong lại rồi nè. Các bạn có thể ăn thử, thấy nó không còn đắng nữa là được. Khi vắt lần cuối thì mình vắt kỹ sạch nước luôn nha các bạn. Khi mà mình sơ chế như vậy rồi nè, các bạn có thể cho vào tủ đông á, khi nào cần mình đem ra mình dùng cũng được. Và mình sẽ để phần này qua một bên, mình đi nấu cái phần nước đường để ướp cái phần cùi bưởi này. Mình sử dụng đây là 120 g đường nè. Và 100 ml nước. Mình nấu sôi cho tan cái phần đường này. Khi cái phần nước này nó sôi lên và đường nó cũng tan hết rồi nè, thì mình cho hết cái phần cùi bưởi mình đã vắt khô lúc nãy á, mình cho vào đây cho nó thấm hết cái phần này luôn. Cứ để lửa lớn, mình cho vào xong rồi mình mới tắt lửa nha các bạn. Cho cùi bưởi vào xong mình tắt bếp rồi mình nhanh tay mình đảo cho cái phần cùi bưởi nó thấm hết cái phần nước nước đường luôn. Này các bạn thấy không, nó thấm khô hết cái phần nước đường luôn đó. Và mình sẽ để phần này qua một bên để cho nó nguội nha. Trong thời gian này mình cũng đi hấp phần đậu xanh luôn. Đậu xanh mình ngâm 2 giờ nè, mình vớt ra để ráo mình cho vào rồi hấp. Mình hấp 15 phút tính từ lúc nước sôi nha các bạn. Phần đậu xanh do mình đã ngâm 2 giờ rồi á, mình hấp 15 phút là bảo đảm nó chín mềm á. Nếu mà kỹ các bạn vẫn có thể thử, mình bóc ra mình lấy cái hộp đậu xanh lên mình bóp thử á, nó mềm nát ra là được rồi. Trở lại với phần bưởi này thì nó đã nguội nè và nó thấm hết phần nước đường rồi. Thì mình sẽ đi áo bột năng cho cái phần cùi bưởi này luôn. Và bột năng mình sử dụng cho cái phần này đó là 100 g, nó khoảng một chén các bạn. Cái này nó không cần phải chính xác đâu, chỉ cần bột năng nó áo hết cái phần cùi bưởi này là được. Các bạn cho vào từ từ thôi, chia làm 2 làm 3 lần gì đó. Mình cho vào cho nó áo hết cái phần bưởi này. Mình cho vào khoảng 1 phần 3 rồi mình trộn lên. Tiếp tục rồi mình cho vào tiếp. Miễn sao mà nó áo hết phần cùi bưởi là được, chứ phần bột bột năng này cũng không cần phải chính xác. Khi mình trộn đều lên cho cái phần cùi bưởi này nó áo đều bột năng rồi á, mình sẽ đem đi đi luộc luôn. Mình sẽ bắt một nồi nước sôi lên bếp. Khi mà nước sôi rồi á, mình cho hết vào đây mình luộc. Mình chỉ luộc sơ khoảng từ 2 đến 3 phút à. Nước sôi các bạn mới cho vô nha. Cho vô rồi các bạn đảo nhẹ để cho nó rời ra, đừng có bị dính. Khi mà mình thấy cái phần bưởi á, nó trong lại và nó nổi lên hết là được á. Nó khoảng từ 2 đến 3 phút rồi các bạn. Khi đã được rồi mình sẽ vớt ra cho vào thau nước đá lạnh nha. Để cho nó nguội và nó không có bị dính. Khi cho vào thau đá lạnh rồi mình chờ nó nguội hẳn thì mình vớt ra mình để cho nó ráo nước. Khi cho vào thau đá lạnh á, cái phần cùi bưởi nó săn lại, nó giòn hơn nè và nó cũng mau nguội á, nó cũng không có bị dính nữa. Chuẩn bị xong hết thì mình đi nấu phần chè cuối cùng luôn. Mình sử dụng đây là 800 ml nước. Nước này nước lọc bình thường các bạn.
Giờ mình sẽ cho đây 300g đường. Các bạn có thể sử dụng đường phèn hoặc đường trắng hoặc là đường thốt nốt đều được nha. Do mình tính sử dụng đường phèn nhưng mình còn đường phèn có 150g à. Nên mình sử dụng 150g đường phèn và 150g đường cát trắng. Nếu có đường thốt nốt quá càng ngon, mình sẽ nấu ra chè có cái màu, có màu vàng rất là đẹp luôn. Thì mình sẽ nấu sôi phần này cho nó tan đường hết luôn. Trong thời gian này mình cũng đi chuẩn bị phần bột năng để tạo độ sánh. Mình sử dụng ra 50g bột năng. Mình cho vào 100ml nước mình khuấy tan trước. Chè bưởi nó sẽ sánh sệt hơn là súp cua nữa các bạn. Thường cái món chè nó sẽ rất là sánh luôn. Nên mình sử dụng hơi nhiều bột năng tí. Khi cái phần nước đường mình nấu đã sôi nè, nó tan hết phần đường rồi. Tiếp tục mình sẽ cho cái phần phần bưởi mình đã luộc lúc nãy á, mình cho vào trước. Cho hết vào luôn. Cho hết vào rồi các bạn nhớ khuấy đều để cho cái phần bưởi này nó rời ra nha, nó không có bị dính cục á. Và mình nấu cho nó sôi lại mình mới cho bột năng vào. Mình đã quên cho muối rồi các bạn. Cho vào đây 1/4 muỗng cà phê muối nha. Đáng lẽ mình cho vào lúc nấu với đường luôn á. Cái muối hồng của mình là muối hồng Himalaya các bạn. Khi cái phần này đã sôi lại, sôi nhẹ trở lại rồi, mình cho bột năng vào. Bột năng mình pha loãng lúc nãy, các bạn nên cho từ từ nha. Mình cho vừa cho từ từ và mình vừa khuấy đều luôn. Khuấy theo một chiều thôi. Mình khuấy đều tay và mình cho từ từ vậy nè. Thì nó sẽ sánh đều hơn và giống như là nó không có bị tuột bột quá. Nếu mà các bạn cho nhiều một lần quá, nó dễ bị tuột bột và nó tách nước ra lắm. Sau khi cho bột năng vào, mình cũng khuấy đều nhẹ tay theo một vòng thôi. Cho khi nào một phần bột năng này nó chín, nó trong lại là nó chín, thì mình cho hết cái phần đậu xanh mình đã hấp lúc nãy vào nè. Cho đậu xanh vào mình đảo cho đậu xanh nó đều nữa là được. Khi cho đậu xanh vào rồi á, mình đảo cho đậu xanh nó đều mà mình nấu khoảng từ 1 đến 2 phút nữa là mình có thể tắt bếp được rồi. Mình tránh không đảo nhiều quá nha các bạn. Với loại chè này mình đảo nhiều quá nó rất là dễ bị tuột bột á, nó bị tách nước á. Khi thấy đậu xanh nó đều vậy rồi nè, là mình có thể tắt bếp được rồi. Cái độ sánh của chè có thể các bạn tùy chỉnh, nhưng mình thấy là chè bưởi thường thường nó sẽ sánh sệt như vậy. Khi mà nó nguội á, nó có thể nó sẽ sệt hơn tí nữa. Thường món chè này sẽ được dùng lạnh nha các bạn. Và trong thời gian này mình đi nấu nước cốt dừa luôn. Mình sử dụng đây là 300ml nước cốt dừa nè. Cho vào 30g đường và một xíu muối, khoảng 1g muối thôi các bạn. Mình nấu lửa nhỏ cho phần này nó vừa sôi lên là được. Và để tạo cái độ sánh sệt cho cái phần nước cốt này á, mình dùng một muỗng cà phê bột năng. Một muỗng vơi thôi, mình pha loãng ra. Khi mà nước cốt này sôi á, mình cho vào mình nấu thêm 1 phút nữa cho chín phần bột là mình có thể tắt bếp được rồi. Mình thấy chè bưởi thì chè bưởi nó cũng sệt mà phần nước cốt nó cũng hơi sệt sệt vậy đó. Chè bưởi thì dùng lạnh mới ngon. Khi mà mình múc ra chén á, các bạn cho lên một ít nước cốt dừa vậy nè. Món chè này tuy đơn giản không tốn nhiều nguyên liệu nhưng mà rất là hấp dẫn luôn các bạn. Phần nước cốt dừa rất là béo nè, đậu xanh bùi, chè thì thanh mát, cái phần cùi bưởi á nó giòn giòn ăn rất là thú vị luôn. Vậy là mình vừa chia sẻ xong với các bạn cách để nấu chè bưởi cũng như cách để sơ chế cùi bưởi nó giòn nè mà nó không có bị đắng nữa. Cảm ơn các bạn theo dõi hết video của mình nha. Nếu thấy thích nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.